Công ty cổ phần xây dựng Chánh Nghĩa, xây tổ ấm, dựng tương lai. Công ty cổ phần xây dựng Chánh Nghĩa là công ty chuyên nghiệp trong lĩnh vực xây dựng tại các tỉnh miền Nam, được thành lập từ năm 2013 với tên ban đầu là Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và xây dựng Chánh Nghĩa. Sau hơn 6 năm hoạt động, hiện tại Chánh Nghĩa là nhà thầu đáng tin cậy của các nhà đầu tư với phương châm phục vụ, xây tổ ấm, dựng tương lai. Chánh Nghĩa đã mang lại giá trị gia tăng cho mỗi công trình. Trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển hơn 6 năm, Công ty cổ phần xây dựng Chánh Nghĩa đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong lĩnh vực xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và nhiều dự án lớn. Đây cũng chính là một trong những thế mạnh hàng đầu của Chánh Nghĩa từ khi thành lập. Hàng loạt các công trình tiêu biểu, dự án lớn đã có sự góp mặt của Chánh Nghĩa như nhà máy nước uống Victory, tập đoàn cà phê Trung Nguyên, tập đoàn Hong Sung, công ty Foster, hệ thống trường quốc tế Việt Anh, tòa nhà Anh Văn Hội Việt Mỹ, trung tâm thương mại BKMX Tower và xây dựng hàng trăm nhà phố và biệt thự cao cấp khác. Những công trình tiêu biểu do Chánh Nghĩa xây dựng không chỉ nhận được sự đánh giá cao của chủ đầu tư bởi đã đảm bảo được chất lượng, tiến độ, tính thẩm mỹ của công trình, mà còn giúp chủ đầu tư nâng cao hiệu quả của dự án. Cứ mỗi năm thì công ty Chánh Nghĩa là xây dựng cho trường Việt Anh chúng tôi một công trình, và tôi đánh giá rất là cao những cái công việc của công ty xây dựng Chánh Nghĩa này, bởi vì cái thứ nhất là cái đội ngũ kỹ sư và kiến trúc sư của công ty Chánh Nghĩa thì làm việc rất là bài bản. Cái thứ hai ấy, là thực sự mà đây là cái quan trọng nhất của cái công ty xây dựng, đó là tôi nhận thấy là công ty Chánh Nghĩa làm ăn rất là thật thà. Bởi vì trong xây dựng thì có rất là nhiều thứ mình cũng không biết được hết đâu. Nhưng mà cái cuối cùng, cái mà chúng ta đòi hỏi là cái công trình nó tốt, và khi đưa vào sử dụng ấy thì ít khi phải bảo trì. Thì cái này là công ty xây dựng Chánh Nghĩa đã đạt yêu cầu, và chúng tôi đã có những tòa nhà rất là đẹp. Xin cảm ơn. Với cơ cấu tổ chức công ty tinh gọn, đội ngũ kỹ sư nhân viên nhiệt tình, giao kinh nghiệm, kỹ thuật công nghệ liên tục được nâng cao, Chánh Nghĩa đã nhận được sự đánh giá cao của chủ đầu tư và có thể đáp ứng nhu cầu thi công những công trình lớn, đặc biệt là các công trình của chủ đầu tư nước ngoài. Thế mạnh của Chánh Nghĩa không chỉ là sức mạnh nội tại về tài chính và nhân sự, mà còn là sự thấu hiểu được mong muốn của chủ đầu tư. Không chỉ là nhà thầu thi công, Chánh Nghĩa còn là nhà tư vấn thiết kế đắc lực, giúp cho chủ đầu tư hoàn thành các công trình hiệu quả. Cùng với việc kinh doanh, Chánh Nghĩa luôn tâm niệm và tham gia đầy đủ các hoạt động vì cộng đồng, như xây dựng nhà tình thương cho người già neo đơn, thường niên trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đóng góp cho quỹ khuyến học. Công ty cổ phần xây dựng Chánh Nghĩa thì khởi nghiệp với những thách thức không hề nhỏ. Khi đó thì thị trường kinh tế gặp rất nhiều khó khăn, xây dựng và bất động sản thì gần như ngừng lại. Tuy vậy thì Chánh Nghĩa nỗ lực cố gắng để xây dựng một doanh nghiệp xây dựng có chỗ đứng ở thị trường miền Nam vững chắc trong nhiều năm qua. Với tầm nhìn phát triển thành tập đoàn đa ngành nghề, thì chúng tôi đã thiết kế cái chiến lược và mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn. Đó là mục tiêu chiếm lĩnh thị trường xây dựng, phát triển mảng dự án bất động sản, phát triển nhà cao tầng và xây dựng công nghiệp. Qua đó thì thực hiện những sứ mệnh xây tổ ấm, dựng tương lai, mang lại cơ hội việc làm cho người lao động, đóng góp vào sự phát triển phồn thịnh cho xã hội và đất nước. Với tâm huyết của tập thể công ty, Chánh Nghĩa tin tưởng rằng sẽ phát triển vững chắc, tạo ra các giá trị đóng góp cho xã hội trong sự tin tưởng tuyệt đối của khách hàng và đối tác theo tôn chỉ hoạt động xây tổ ấm, dựng tương lai.